Chuyện miếng đất có quỷ. Trong series về thầy Trọng Nát giúp mọi người của tác giả trẻ Hà Văn Hồng, mời quý khán giả cùng thưởng thức. Hôm ấy, trong căn nhà khang trang lộng lẫy, có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một tiếng nói vang dội. Nay thằng Đức nhà mình cũng đến lứa rồi, cũng phải bảo nó lấy vợ thôi, chứ nó cứ thế này thì chết. Bà Mùi gọi Đức ra. Con ơi, ra đây mẹ bảo có chuyện đây. Đức chạy ra ngồi xuống bà Mùi mới nói. Này con xem thế nào mà lấy vợ đi chứ, cứ để không thế này chắc bố mẹ chết. Đức nói, dạ vâng cũng sắp rồi à, nhanh thôi. Một giọng nói xen vào, anh cũng nên lấy đi. Anh biết rồi. Bố mẹ Đức sinh được hai người con, Đức là cả và một đứa em út nữa là Lộc. Hai anh em cũng đã lớn, sắp đến tuổi lập gia đình. Nay được mẹ giục lấy vợ thì Đức cũng nhao nhào kiếm vợ. Sau nhiều ngày mong chờ đã có tin vui. Khi Đức chính thức lập gia đình, kết hôn với một người con gái tên là Hà. Chị Hà thì hiền lành, vóc dáng vừa vặn, khuôn mặt đầy đặn xinh xắn. Sau mấy ngày chuẩn bị đám cưới diễn ra trong 2 ngày, mọi người ai nấy cũng vui vẻ. Đêm nay là đêm mà ai cũng biết đó là đêm động phòng, nhưng Đức mệt cả ngày nay với cả có hơi men, nên không nói gì đến chuyện đấy. Còn chị Hà muốn lắm, nhưng anh Đức say thế này rồi thì làm ăn được gì nữa. Sáng hôm sau, Hà lần đầu tiên làm dâu nên vẫn chưa quen với công việc nhà chồng, còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng không sao với một người mẹ chồng hết lòng, chỉ dạy như bà Mùi, lại luôn sẵn sàng dạy cho chị những công việc chưa quen. Hà hì hục trong bếp, hồi lâu cuối cùng cũng đã có bữa cơm, dọn lên ngồi vào ghế. Hà nhanh tay chia đũa xới cơm cho mọi người. Mọi người ăn đến đâu lại khen lấy khen để, cơm ngon, thức ăn cũng thế còn gì sánh bằng. Ăn xong bữa cơm, Hà lại dọn xuống để rửa, ngồi uống nước trên hàng ghế ngoài hiên. Đức có nói với bố chuyện gì đó, Hà tò mò bỏ dở việc rửa bát, rồi lên thì thụt nghe cuộc hội thoại của hai người. Chị Hà chỉ nghe mang máng cái gì mà công việc gì ấy, rồi chị thấy bóng dáng Đức đứng dậy đi vào phòng, chị cũng chạy theo hỏi. Anh với bố nói chuyện gì thế, kể em nghe với. Đức nói, à sắp tới, anh có đi làm xa nên dặn dò bố mẹ ở nhà chăm sóc cho em ấy mà. Mà em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, anh đi sớm sẽ về. Hà rớm rớm nước mắt nói trong tiếng nấc. Mới lấy nhau chưa ở bên nhau lâu anh lại nỡ xa em. Anh làm thế sao em sống nổi. Đức nói, cái em này, thôi không sao đã có bố mẹ đấy mà. Anh đi sẽ về sớm mà. Làm gì mà phải khóc thế hả? Con gái không được khóc nó xấu mặt nhớ chưa? Nói xong Đức ôm Hà vào lòng không khỏi xoa xoa người. Đêm lại xuống trong căn phòng, Hà có nói với Đức. Anh ơi em muốn, Đức thẳng thắn từ chối nói lại. Để anh nghỉ để có sức mai đi làm xa. Để lúc khác nhé. Hà thui thủi không nói nên lời. Đức thấy thế lại quát. Ờ thế có nín đi không nào? Vâng, mặt trời đã ló. Đã đến lúc hai người phải xa nhau. Trước khi đi làm xa, Đức có dặn dò đôi lời với Hà. Em nhớ ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Có chuyện gì thì nhờ bố mẹ giúp nhớ chưa? Hà trả lời. Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm đi nhé. Hai người rồi tạm biệt nhau bằng một cái ôm, rồi bóng Đức cũng lặng lẽ khuất sau cổng. Lật lại bên trong còn bao nhiêu việc cần phải làm. Cô nhanh chóng xóa những ký ức này và vội vào làm những công việc thường ngày. Thời gian nhanh như thoi đưa, mới đó thôi mà mặt trời đã lặn. Đêm nay là đêm đầu tiên phải xa chồng. Chị không quen nhưng dần cũng phải quen vì sẽ còn nhiều lần Đức phải đi làm xa cửa xa nhà. Đang nằm bỗng nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Hà nghĩ là bố mẹ nên đã mở cửa. Mở ra là em trai chồng em Lộc. Cô hỏi, có chuyện gì không em? Chưa kịp trả lời đập vào mắt Lộc là một bộ ngực căng đầy, rồi Lộc ấp a ấp úng, rồi mãi mới nói. Em có chuyện muốn nói với chị. Hà thờ ngây nói, em có chuyện gì? Rồi Lộc nói, à thôi không có chuyện gì đâu. Nói xong Lộc một mạch chạy thẳng về phòng, bỏ lại Hà với suy nghĩ cho câu chuyện vừa rồi. Thật là khó hiểu. Hà nghe có gì đó vô lý, nhưng rồi đầu óc cô cũng quên đi không suy nghĩ gì nữa, vội vào giấc ngủ yên bình. Hôm sau nghe tiếng gọi ngoài cửa. Hà nhanh tay ra mở cửa, thì ra là mẹ chồng cô. Hà hỏi, có chuyện gì thế mẹ? Bà nói, con thay quần áo đi, tí mẹ với con đi ra chợ một lúc mua đồ. Linh tinh, nhanh lên. Mẹ chờ con dưới này nhé. Vừa dứt câu Hà nhanh chóng chải chút, vệ sinh cá nhân rồi diện đồ vào thành một người rất là sang trọng. Bước xuống nhà thì Hà thấy bà Mùi đang chờ ở đấy, vội nói, con chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Thế là hai người dắt nhau đi ra chợ. Thời gian trôi qua nhanh thoáng chốc, đã trưa chật rồi. Hà uể oải mệt mỏi cùng bà Mùi đi về nhà.
Hôm nay cô được mua cho mấy bộ quần áo và mấy đồ dùng cá nhân, xách trên tay là bao nhiêu thử nặng trịch đến mỏi cả chân tay. Bữa cơm đơn giản hôm nay chỉ có cá với rau. Hào uể oải ăn cố chỉ được rửa bát thứ hai rồi. Nhờ mẹ chồng rửa bát rồi xin phép lên nghỉ. Điều ấy là không nên làm, dù mệt cũng phải làm, không được sai nhờ mẹ chồng như thế. Phận làm dâu phải biết. Quên đi lúc ấy, Hà đang nằm ngủ, không hay biết cửa chưa khóa. Cùng với đó là một ánh mắt thèm thuồng đang nhìn vào người của cô. Không ai khác đó là đứa em chồng. Đứng hồi lâu, Lộc cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Anh quyết định táo bạo. Anh ta đóng cửa lại, rồi rón rén tiến đến chỗ cô đang nằm. Cô không biết nguy hiểm đang cận kề. Lộc bắt đầu có những hành động khác lạ. Lộc vuốt ve tóc Hà. Và anh ta còn chạm vào những chỗ không nên chạm. Một hành động rất kinh tởm. Nếu mà người ta nhìn vào thì chỉ biết đường mà nôn thôi. Lúc đó Hà chợt bừng tỉnh, thấy trước mắt là Lộc. Cô hét ầm lên. Lộc nhanh tay bịt mồm chị vào nói: "Chị đừng hét lên, chết em ấy. Em nói thật nhé, em thèm chuyện người lớn quá. Đang độ tuổi lớn, chị giúp em được không?" Hà nhất quyết không chịu, dãy dụa vùng vằng liên tục. Hà đã từng nói trái tim chỉ dành cho mỗi Đức, và lần đầu cũng để dành cho chồng. Lộc không kiểm soát được, đã bị chị Hà cắn vào tay. Anh ta bỏ tay ra, Hà hô hoán to: "Ôi giời ơi, làng nước ơi, có người cưỡng bức tôi." Vội chạy ra mở cửa để thoát thân, nhưng Lộc không tha, chạy nhanh, lôi chị quay lại và đẩy chị xuống giường rồi làm những chuyện bậy bạ. Nhưng chị không chịu thua bằng một ý chí nào đó, thôi thúc khiến chị Hà vục dậy. Chị đá vào chỗ hiểm của Lộc, khiến nó đau đớn như bị thiến. Lúc này chị mới thoát thành công. Rồi Hà chạy đến phòng mẹ chồng, từ đằng xa thấy con vậy bà hỏi: "Có chuyện gì mà chạy ghê thế con?" Chị thở hùng hục lôi mẹ vào phòng bà, khi cánh cửa đóng chặt, chị thở phào nhẹ nhõm xong thì kể cho bà nghe: "Thằng Lộc nó hãm hiếp con mẹ." Bà Mùi hỏi lại: "Cái gì cơ, thằng Lộc nó định hãm hiếp con?" Bà Mùi bực tức tay đập giường. Dù là con dâu nhưng bà rất yêu thương như con đẻ. Nhà có chuyện gì bà luôn đứng về phía của người bị hại, để lắng nghe phân tích rồi mới tính tiếp, chứ không chửi mắng người nào. Bà kéo Hà đi quay lại phòng chị, bước vào không thấy Lộc đâu. Ông Thơm, bố chồng của chị Hà, nghe thấy vậy cũng theo sau, nhưng mà lần này ông không sang phòng chị mà sang phòng thằng Lộc. Sang đến phòng thì thấy nó đang nằm vẻ mặt đau đớn, nằm bò chỗ ấy lăn qua lăn lại. Chưa dịu cơn đau, lại bị một cú đánh của ông Thơm làm Lộc như muốn chết. Bên ngoài có tiếng bước chân của bà Mùi và chị Hà. Khi thấy nó đang như vậy, bà định lao vào đánh, chợt ông ngăn lại và nói: "Này, không nên dùng vũ lực, hãy dùng lời lẽ để khuyên nhủ. Chứ giờ đánh nó vẫn đau đớn đấy thì bằng hỏa." Bà Mùi cũng nhẹ nhàng nói lại với Lộc: "Này con, sao mày làm thế? Mày có biết đây là chị dâu mày không? Mày khốn nạn, vừa vừa thôi." Bà vừa nói vừa còn kèm những ngôn từ thô tục chửi bới và còn dọa, khiến Lộc sau lần này khéo rén. Mãi sau cùng không còn lời nói nào, mọi người mới thôi bỏ Lộc nằm quằn quại. Quay về phòng, lúc ấy phòng Hà bây giờ như đống ổ chuột do ban nãy vật lộn với em chồng. Điều này mà đến tay Đức thì chết dở. Nhưng bà Mùi và ông Thơm đã thống nhất với nhau không nói chuyện này cho Đức biết. Sau vụ này, Hà thật cảnh giác với Lộc hơn, dù yếu. Nhưng sao không hiểu sao lúc bấy giờ mà Hà lại có thể chống lại cái tuổi mà bẻ gãy sừng trâu như Lộc. Giờ suy nghĩ lại, cô không dám nghĩ. Nếu mà nghĩ đến tạo một cảm giác cho Hà, một cảnh tượng kinh tởm. Ngày hôm sau, cả nhà ngồi vào bàn ăn, không ai nói với ai câu gì. Lộc thì vẫn đau, nhưng cơn đau nào rồi cũng sẽ hết, không lo đâu. Bà Mùi bỗng lên tiếng: "Mày muốn thỏa mãn chuyện ấy chứ gì? Để tao gọi bà Cát đến xem có mối nào không." Ngay sau đó, bà Cát cũng đến ngồi bên bàn bà Mùi, nói: "Bà xem có mối nào ưng cho con trai nhà tôi không?" Bà Cát nói: "Có, đây, đây nhá. Bên làng bên có đứa con gái cũng xinh đẹp, nết na dịu hiền. Đó là con Ngọc. Để hôm nào tôi sắp xếp cho đi gặp mặt ưng thì triển luôn." "Được rồi." Sau câu nói ấy, bà Cát cũng ra về. Báng đi cho đến giữa tuần, đang ngồi khâu áo ngoài hiên, nghe tiếng gọi ngoài cổng, ngước mắt lên thì ra là Đức đã về. Cô vui mừng khôn xiết, chạy ra đón chào. Bố mẹ Đức thấy con về cũng mừng theo, nhưng có duy nhất Lộc với vẻ mặt hầm hầm đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Đức hỏi Hàn vợ: "Em dạo này hốc hác nhợt nhạt thế." Hà đáp: "Dạ, tại em hay thức khuya ý, mệt nên không ăn vào cơm nên mới thế. Thôi vào nhà đi." Nhưng trên mặt Đức hiện rõ sự lo lắng. Ngồi vào mâm cơm quen mùi, Đức có nói: "Nay con về,
và cũng xin thông báo cho mọi người biết là từ giờ còn không phải đi làm xa nữa. Đối với bà Mùi, ông Thơm và Hà vui mừng hết nấc, còn riêng Lộc thì có vẻ không vui cho lắm. Đêm nay là đêm trăng rằm tháng 7, nhưng về vợ chồng Đức Hà vẫn chưa có động tĩnh gì. Đức chẳng hiểu sao từ lấy Hà về chưa hề đụng chạm đến người cô. Hà có đôi chút thất vọng. Có lần hỏi, Đức chỉ bảo chưa đến lúc, chẳng hiểu tại sao lạ thế. Anh có vấn đề gì, không sao, lại không hề có sự yêu thương gì. Hay vì chồng có người khác không yêu mình nữa. Nhiều lần cô nghĩ khiến cô lại càng tủi. Thời gian đó Hà buồn lắm. Mỗi hôm thường bỏ mặc Đức ngủ ra ngoài hiên hóng gió. Hôm nay đang ngồi bỗng có tiếng huýt sáo đâu đó. Ngoảnh lại không thấy ai, thì bỗng có tiếng vỗ vai Hà, khiến cô giật mình quay ngoắt lại theo cảm tính thì ra là Lộc. Anh ta ngồi xuống cạnh chị Hà, khiến chị phải giữ khoảng cách với Lộc. Hắn ngồi cạnh chị dâu mãi mới nói được nên câu. Em xin lỗi chị, tại do em hồ đồ quá, nghĩ quá nên làm liều có gì chị cho em xin lỗi ạ, thông cảm cho em với. Hà cũng đáp lại, em biết sai rồi thì tốt, nhớ bỏ đi nhé. Rồi Hà nói, nghe bảo mẹ có nhờ bà Cát đi làm mai cho em đấy, hình như là con Ngọc làng bên ấy. Lộc nói, con ấy cũng được ấy chứ. Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi Hà ngáp ngắn ngáp dài bảo với Lộc. Thôi chị buồn ngủ rồi, em cũng vào ngủ đi, chị ngủ đây. Lộc trả lời, vâng. Tiếng gà gáy khiến Hà thức giấc, như thói quen, bên dưới nhà đã thấy tiếng rì rầm, nhoi mắt nhẹ gọi chồng dậy. Anh ơi, dậy xem có chuyện gì mà ầm ĩ ở dưới thế. Đức mở mắt ra đứng dậy cùng nhau xuống, bước đến nửa bậc thang, thấy bố mẹ và mấy người khác đang bận đồ sang trọng. Đức từ đằng xa hỏi, có chuyện gì thế mà mọi người ăn mặc đẹp thế này? Bà Mùi thấy vậy nói, à mẹ cùng bà mối đây hôm nay đi sang nhà bà Diễn ở bên làng gặp mặt nói chuyện cưới thằng Lộc. Đức cười to toét xong mới nói, thế à, thế không bảo con sớm chờ tí nữa để con thay quần áo đã. Bà Mùi nói, nhanh lên đấy. Hà cũng theo chồng lên thay đồ. Khoảng khá lâu sau đó, hai người cũng có mặt và tất cả mọi người hô hoáng nhau đi. Trên cung đường đầy đá và sỏi có vài người đã mỏi chân, bà Cát chợt lên tiếng, sắp đến rồi nhé, cố tí nữa đi. Lúc đó, đứng trước một ngôi nhà bà Cát gọi, bà Diễn ơi, tụi tôi sang rồi, bà ra mở cửa đi. Một bóng người tầm 50 bước ra, có giọng nói sau ngay liền kề, mời đoàn nhà trai vào, từng người từng bước bước vào. Thì nói qua về gia đình sắp sửa làm mối cho Lộc, nhà này sinh 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Bố mất sớm, để lại một mình con cho bà Diễn nuôi dạy. Đứa lớn thì lấy chồng năm kia, thì chắc hôm nay đứa mai mối cho Lộc chắc là em thứ hai. Bà Diễn gọi con gái ra, Ngọc ơi xong chưa ra đây cho mọi người gặp mặt nào. Một lúc sau bức màn được mở, một cô gái bước ra, Lộc nhìn thấy em ấy đã trố mắt lên, nhìn không chớp mắt lưỡi, thì đào liên tục như giang lạc, nhìn mà cảm thấy rợn rợn. Mọi người uống nước uống chè đi, bà Mùi nói. Ngày đầu tiên gặp mặt bên nhà tôi không có gì, có chút quà, trong đây mới lại xin thưa chuyện luôn. Đây gia đình tôi cũng ưng, chẳng biết bà sao. Bà Diễn trả lời, tôi cũng thích. Bà Mùi nói, thế thì sang tuần cưới luôn cho nó máu. Bà Diễn trả lời, nhất trí, ngồi chơi thêm tí đoàn người cũng trở ra về. Sau ngày hôm ấy, Lộc và Ngọc thường xuyên gặp nhau, có vẻ mối duyên này là do ông trời ban, hai người không giữ mình nên đã chót ngủ với nhau, để rồi mang bầu về thưa cha mẹ. Ngày hạnh phúc của Lộc và Ngọc cũng đã diễn ra. Trong ngày ấy, người vui nhất vẫn là Hà. Vì nếu Lộc lúc này không lấy vợ, thì chắc quấy rối cô đến chết mất. Vì Ngọc mang bầu, nên Lộc không được cái nào khiến hắn lại dạo dực trong người, lại mò sang chị dâu. Tưởng yên ổn từ lúc Lộc lấy vợ về, nhưng không. Lúc ấy thấy Hà đang tắm trong phòng cửa thì khóa, Lộc liều lĩnh xông vào để làm chuyện đồi bại, thì bỗng thấy có tiếng gọi ở ngoài. Hà ơi! Lúc đó, Lộc lèn ra ngoài rất nhanh, may anh không bị phát hiện. Và từ lần lấy thêm Ngọc về gia đình này như xáo trộn hoàn toàn. Cuộc sống éo le cho Hà. Khi em dâu đã nhiều lần mâu thuẫn với cô do Ngọc mang bầu, nên Hà không muốn làm ảnh hưởng đến bầu của Ngọc, đành phải nhắm mắt, nuốt nhịn. Chiều hôm nay, Hà đang ngồi ngoài hiên khâu áo có tiếng gọi từ ngoài vào. Ngó cổ ra thì ra là bà Diễn. Hình như là sang thăm Ngọc, cô gạt công việc may vá của mình rồi ra chào hỏi. Hỏi thăm sau là mời vào. Bà Mùi đang ngồi trông thấy Hà bảo thế cũng ra đón tiếp thông gia nhiệt tình. Bà Diễn điều đầu tiên làm khi đặt mông ngồi xuống ghế là hỏi Ngọc thế nào. Bà Mùi trả lời. Đâu, con Ngọc có thế nào đâu bà. Nó vẫn khỏe không có gì phải lo hết. Ở bên nhà tôi chăm lo kỹ càng tốt lắm, không phải lo đâu. Bà yên tâm nhé.
Bà Diễn nghe thấy thế thì vui lắm. Chợt bà Mùi gọi Hà. Hà ơi, vào đây mẹ biểu nghe con. Đang khâu giờ chỉ phải nhổm dậy đi vào trong. Đến nơi cô nói, mẹ bảo con có chuyện gì thế? Bà Mùi nói, con vào trong pha ấm trà manh ra đây cho mẹ nhớ chưa? Hà trả lời, vâng con biết rồi. Bà Diễn gạn hỏi tiếp, con Ngọc đâu mà tôi không thấy nó thế? Bà Mùi trả lời, à nó đang bầu bí, tôi không cho nó ra ngoài nhiều sợ trúng gió bà, kệ để nó ở trong cho tốt. Bà Diễn nói tiếp, thế còn thằng chồng nó đâu? Bà Mùi đáp, nó đi đâu từ sáng sớm tinh mơ rồi bà. Tôi bảo ở nhà chăm sóc vợ con thì nó không chịu nhất quyết phải đi bà. Để khi nó về tôi bảo nó cho. Hai bà ngồi tán phét cũng đã gần trưa. Bà Mùi gọi Hà. Hà ơi, con đây. Mẹ có gì bảo con thế? Con vào làm cơm canh để mời thông gia của mẹ ở lại ăn bữa cơm. Nhưng bà Diễn không ở, nghe nói thế cũng vội vã xin phép ra về. Bữa cơm hôm nay, hội họp đủ mọi người trong thật hạnh phúc, đầm ấm sum vầy. Thời gian trôi đến 2 ngày sau, lúc này mới ngủ dậy. Hà đã nghe tin là ông bà Mùi Thơm phải đi lễ chùa. Chồng Hà thì bận đi ăn khánh thành nhà cô Huệ Hấp, làng bên, còn em Lộc thì cũng đi từ sáng không biết đi đâu. Nhà bây giờ chỉ có chị dâu em chồng là Hà và Ngọc. Trước khi đi bà Mùi đã dặn Hà ở nhà chăm sóc cho Ngọc thật tốt. Hà nghĩ trong đầu hôm nay sẽ là ngày không tốt đẹp gì. Gập chăn chiếu xong, bước xuống nhà dưới đã thấy Ngọc đang ngồi ăn hoa quả mà không có ý thức gì. Ăn đến đâu vứt đó khiến nhà sắp thành nhà hoang, cô không chịu được nên nói. Em đừng vứt ra đấy tí nữa bẩn ra khổ chị dọn. Ngọc quay sang nói. Ôi chị dậy rồi à? Tôi thích ăn thì ăn, thích vứt thì mặc xác tôi, không liên quan chị cút đi. Hà nhẫn nhịn không nói câu nào nữa. Rồi Ngọc bảo, chị à, ra mà làm việc đi, hôm nay mẹ giao nhiều việc lắm. Em bầu bí, không làm được chị làm hết nhé. Vất vả một tí cũng có sao Hà chị Hà. À tí nữa ra đằng sau cắt cỏ cho bò, xong vào giặt quần áo, quét nhà. Nói chung là nhiều việc lắm. Hà không nói gì, một mạch mặc chiếc áo đi làm rồi đi làm việc. Cho đến tối thì mọi người đã trở về hết, ai nấy cũng mệt đờ người ra. Chồng Hà lại say lướt khướt, cô phải dìu vào trong. Chồng cô nặng, mãi cô mới dìu vào trong được. Một buổi chiều không nắng, Hà đi ra từ nhà bếp thấy một cái túi nhỏ cô thấy lạ. Mở ra xem trong ấy có tiền, bỗng có tiếng nói tỏ. Chị Hà, chị làm gì đấy? Ơ túi này của em à? Chị ăn cắp tiền em à? Nghe thấy tiếng quát, ai cũng có mặt. Người xen vào chuyện này đầu tiên là ông bà Mùi Thơm. Bà Mùi hỏi xem có chuyện gì, Hà kể lại cho bà nghe. Dạ, con từ trong bếp ra thấy cái túi con thấy lạ mở ra xem thôi, chứ con không có lấy, cùng là người trong nhà ai làm thế ạ? Bà Mùi vốn sống rất biết điều công bằng, bà Mùi đã gạn hỏi đầu đuôi sự việc như nào, chứ không mắng chửi ai. Quay lại lúc ấy nghe xong bà Mùi nói thẳng luôn với Ngọc. Con sao lại vu oan cho chị con như thế? Ngọc cãi. Con đổ oan đâu, con thấy sao thì nói thế thôi, đời con chẳng biết nói bậy. Bà Mùi nói tiếp, thế con thấy chị Hà lấy tiền của con chưa mà con đổ điêu cho chị ấy thế? Ngọc ấp úng không nói nên câu, cuối cùng kết luận lại là Hà chưa lấy tiền. Ngọc ngậm ngùi bỏ mặc mọi người đi vào phòng. Đức đứng bên cạnh vợ an ủi. Em đừng lo, em không lấy, không phải sợ, anh tin em không lấy mà. Thôi cùng người trong nhà nín đi. Như có thêm động lực, Hà không thể gục ngã ngay lúc này được. Phải cố gắng lên. Đêm xuống, Hà trằn trọc mãi mới nói. Anh à, hay tụi mình ra ở riêng đi, chứ sống chung thế này nó không hay chút nào. Đức trả lời. Để anh xem nào, mặc dù đang chung sống tốt đẹp, tự dưng lại ra ở riêng, khiến Đức khó suy nghĩ. Sáng hôm sau, giữa bàn uống nước ngoài hiên, Đức đang thủ thỉ cái gì đó với bố mình. Sau một hồi nói chuyện với ông Thơm, cuối cùng ông cũng đồng ý ra cho ra ở riêng. Nhưng đấy là ông, còn bà Mùi nữa. Anh chỉ sợ mẹ anh không đồng ý, mới đầu cũng khó thuyết phục. Nhưng bà Mùi nghĩ đi nghĩ lại quyết định cho vợ chồng Đức Hà ra ở riêng. Đối với Lộc và Ngọc thì không đồng ý. Lộc thì chỉ sợ chị Hà ra ở riêng thì làm sao mà được nhìn cặp vú rồi vóc dáng nõn nà của chị. Còn Ngọc nếu chị dâu ra ở riêng thì công việc mình sẽ phải làm hết. Nên hai vợ chồng không chấp nhận cho anh chị ra ở riêng. Nhưng anh chị làm gì có quyền? Ông bà Mùi Thơm mới có quyền chứ. Hai người đành phải ngậm ngùi chấp nhận trong nỗi tức tủi. 2 ngày sau, ông Thơm dắt con trai cả ra một bãi đất gần ven sông, ở đây rất xa nhà, xa xóm làng. Ông Thơm gạn hỏi con trai, con thấy miếng đất này thế nào? Đức đáp, dạ được ạ, cũng đẹp ấy chứ. Bố anh nói, thế hôm nào bố bảo thợ phát cỏ đi nhé. Anh Đức gật đầu, sau động tác ấy hai người cũng ra về.
Vào một buổi chiều âm u, Đức ngồi chễm chệ dưới thềm, ánh mắt thất thần. Chị Hà thấy vậy liền hỏi chồng: "Anh thế nào thế?" Anh đáp: "À không." Hà chỉ nhìn thoáng qua cũng biết anh cũng đang không muốn ra ở riêng. Cô hỏi: "Có phải anh không thích ra ở riêng không?" Anh gật đầu rồi nói: "Anh chưa muốn ra ở riêng vì anh không muốn để bố mẹ cho hai vợ chồng nhà chúng nó trông. Cái Ngọc thì bầu bí không đi lại được, còn Lộc thì không muốn nói sáng đi chiều về. Anh không yên tâm." Hà lấy tay mình đặt vào tay Đức rồi an ủi: "Anh yên tâm, hai bọn nó đâu phải là con nít lên ba đâu. Em có ý kiến như này, anh xem được không?" Anh gật đầu. Cô nói: "Cứ mỗi tuần mình sang thăm bố mẹ ăn cơm luôn ở đấy rồi tối về." Đức thấy có lý nên không lo lắng gì nữa, cũng đồng ý ra ở riêng. Ngày hôm sau, Đức với vợ cùng nhau sang miếng đất mà ông Thơm đã dự định cho hai người ra ở riêng. Bố anh nhờ người cắt cỏ để bắt đầu xây nhà. Khoảng một tuần sau, hai vợ chồng đi xem nội thất cũng không mua gì nhiều, dăm ba mấy thứ lặt vặt gia dụng. Hai vợ chồng đi làm tích cóp được khá khá nay, phải dùng để chi món này. Hà với chồng được bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ chia cho hơn một chút tiền ra ở riêng. Miếng đất này là miếng đất hợp tác mà ông Thơm đã nhận hồi xưa, giờ bàn giao cho Đức. Miếng đất này nghe bảo trước là một khu nghĩa địa ngày xưa của nơi đây. Đức tất nhiên không biết chuyện này, ông Thơm cũng quên biến, cũng không nói ra. Chớp mắt một cái cũng đã gần 5 tháng, ngôi nhà đã hoàn tất, cũng đến lúc hai vợ chồng ra ở riêng. Tối hôm đó, trước hôm hai anh chị chuyển nhà, bà Mùi, ông Thơm và hai vợ chồng em út Lộc và Ngọc. Gia đình làm một mâm cơm khá to để ăn chúc mừng hai vợ chồng xây nhà mới và chuyển nhà. Gia đình ăn uống no say túi bụi mê man, ai cũng say tí bỉ. Trời đã sáng banh, hai vợ chồng anh chị xách túi đồ cá nhân nhờ người chuyển sang nhà mới. Trước khi đi, chỉ thấy ông Thơm và bà Mùi ra chào tạm biệt, còn hai vợ chồng nhà kia thì im thin thít không ra tiễn chào anh chị một câu. Rồi hai người cũng đành xa nhau đi rời khỏi nhà ấy. Theo dân gian, phải cúng nhà mới trước khi vào. Hà cũng vì thế mà làm mâm cúng nho nhỏ, có ít hoa quả, với ít bánh kẹo, với một túi nén nhang khói, nghi ngút tỏa ra ngất trời. Hà cúng cầu cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Cúng xong, Hà hạ lễ mang vào nhà. Sau mấy ngày ra ở riêng, trong một đêm nọ, Đức đang ngủ, anh mơ thấy một bóng người đang đứng cạnh cửa sổ. Cứ nhìn anh mãi, không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một cái tát vào mặt. Mở mắt ra thấy Hà đang nhìn chằm chằm anh với vẻ tức giận. Cô bắt đầu nói: "Anh làm cái gì mà kêu ú ớ, rồi tay cứ khua vào em là thế hả? Anh muốn làm chuyện ấy cũng phải bảo em chứ, làm thế em buồn." Anh mở mắt ra vụt dậy không biết nói gì, chỉ xin lỗi một câu cho qua chuyện, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Hôm sau hai người bất chợt nghe tin Ngọc sắp đẻ, hai vợ chồng thu xếp rồi qua xem. Qua đến không thấy bóng người nào, cửa thì khóa. Đức lôi trong túi ra một cái điện thoại bấm nhanh như chớp. Chợt alo, đầu dây bên kia nói: "Ơ Đức hả, mấy đứa không phải đến đâu, giờ chúng con ra ở riêng, không nhất thiết phải lo đâu, các con cứ làm công việc của mình đi, khi nào nó về thì sang thăm sau cũng được." Đầu dây bên kia là mẹ Đức, cúp máy, anh kể với vợ rồi hai người lầm lũi dắt nhau về. Về đến nhà, hai người tá hóa khi nhà cửa bị xáo trộn hết lên, nhìn không khác gì đống rác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai vợ chồng đứng ngơ ngác mãi rồi nhanh chóng dọn dẹp, không nghi ngờ gì. Nhìn vào đồng hồ treo tường, giờ cũng đã quá 11 rưỡi, nhìn sang vợ, nhìn đã thấm mệt. Anh nhanh tay lấy cái nồi, cho tí gạo, rồi ra cái vòi nước. Nhưng lúc anh đi vào lại bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất, khiến anh bất tỉnh. Chẳng hiểu sao lại ra vậy, tự nhiên xảy ra cớ sự như vậy. Hà trong này không biết gì. Mãi đến lúc cô không thấy chồng đâu mới đi tìm. Cô khi ra đến chỗ phía ngoài nhà bếp, đi ra thấy chồng đang nằm bất động ở đấy. Hà lay nhẹ nhưng không thấy động tĩnh gì. Cô bắt đầu hốt hoảng tìm vội cái điện thoại gọi cấp cứu. May mắn đến bệnh viện đã qua cơn nguy kịch. Khoảng một ngày sau, anh mới tỉnh lại. Rất may anh không thế nào, chỉ là đập đầu đúng vào huyệt đạo nên ngất đi nghỉ ngơi tí là hồi ấy mà. Ông bà Mùi Thơm chia nhau ra chăm sóc thăm hỏi các con. Một tuần sau rất nhanh Đức xuất viện ra về. Trong đêm đó ở ngôi nhà anh chị ra ở riêng, lúc ấy đã ăn cơm tối xong, Hà nói mấy câu thật câu đùa: "Hay tối làm chuyện ấy đi, từ lúc lấy anh về anh chưa đụng chạm gì tới người em nhớ." Đức nghe thế chỉ cười. Đúng như đã nói, hai vợ chồng tối nay bắt đầu hành động.
những tiếng kêu nghe sướng tai cứ vọng ra từ ngôi nhà nhỏ đó. Trời đã sáng, Đức mãi mới dậy được. Hà tỏ vẻ thỏa mãn, vì từ lúc lấy chồng, đây mới gọi là ngày tuyệt vời đối với cô. Ra ngoài hiên đánh răng rửa mặt, rồi ra ăn sáng, ngồi vào bàn chồng nói với cô. Anh và em, tí xem ở nơi mình có việc gì làm tạm không, chứ hai vợ chồng mình không làm gì ở nhà cũng không quen. Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai vợ chồng lúc bấy giờ đi chuyển tới cái xưởng thợ mộc to nhất nhì nơi đây. Hà thì không quen được với môi trường này. Thế là Đức lại dẫn vợ đi tìm xem. Tuy là nơi đây này bé nhỏ, nhưng rất nhiều việc. Đứng trước cái một xưởng dệt vải, Đức nghĩ công việc này sẽ phù hợp với vợ. Liền sau đó có vài lời nói chuyện với người chủ ở đây. Hai vợ chồng cũng đã tìm được việc làm. Trên đường về, Hà chợt nhớ ra cái gì đó rồi nói với chồng. Em mua tí hoa quả hay bánh kẹo, tí về ghé qua nhà bố mẹ thăm vợ chồng. Em Lộc. Đức trả lời, em mua đi. Hồi lâu cũng đã đến ngôi nhà bố mẹ anh chị đang ngồi ngoài hiên, thấy vợ chồng anh chị cũng mừng lắm. Một cái ôm thay cho lời nói, khi còn mỗi Đức với ông Thơm thì ông bỗng gạn hỏi. Con thấy ổn chứ? Cuộc sống bình thường chứ con? Sống được không? Có vấn đề gì không con? Đức trả lời vô tư. Vâng, vẫn ổn lắm bố ạ. Ông Thơm im bặt không nói gì nữa. Một lúc hai vợ chồng nháy nhau ra về, nhưng ông bà cố níu hai vợ chồng anh chị ở lại ăn cơm, hai vợ chồng đành ở lại. Đứng sau khung màn là một ánh mắt thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống mà không ai biết. Ngọc sinh con đầu lòng là đứa con gái cũng rất kháu khỉnh. Đang ở trong bếp nhặt dao thì Hà bất ngờ, bị một cái ôm từ phía sau. Hà tưởng là chồng nên cũng kệ, mãi cho đến khi có tiếng nói bên tai. Ngon thế, ngon vãi cả đái luôn, ha ha ha. Nghe tiếng lạ, không phải tiếng quen thuộc của chồng mình, cô quay lại thì thấy ra là Lộc. Hà tát đứa em một cái rồi nói. Bao nhiêu ngày tháng mà em vẫn chưa bỏ tính nết ấy à? Lộc mặt trợn lên nói, không bỏ được, nó đã ăn sâu vào máu nên không bỏ được đấy. Mà chị lâu không gặp, lại sinh ra thế, lại còn ngon nữa. Cô chỉ tay, thằng súc sinh, súc vật, súc phân. Nói xong, cô đẩy đứa em rồi chạy một mạch ra gian nhà ngoài. Ngoài ấy đang có bố mẹ chồng và chồng mình. Khi thấy cô hốt hoảng thì ai đấy cũng hỏi. Hà chỉ nói là không sao, bà Mùi thấy thế cũng đoán được phần nào bà nói. Thôi chết để mẹ nấu ăn cho, ai để các con làm thì không ra gì. Nói xong bà đứng dậy vào bếp, cô cũng theo sau. Ăn no, uống cạn, uống say đã đời, hai vợ chồng xin phép ra về. Đức đi lật khật, buộc vợ phải dìu về. Nằm mãi đến tối anh mới tỉnh lại, nhưng không thấy vợ đâu, anh mệt mỏi đứng dậy đi tìm. Anh bất ngờ khi thấy vợ mình nói chuyện làm nhảm một mình ở sau nhà. Anh gọi, Hà ơi, Hà em làm gì mờ ám ở đấy thế? Hà, hình như cô không nghe thấy. Anh tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai cô vẫn không có phản ứng gì. Không biết Đức làm thế nào mới bảo được vợ mình đi vào. Hôm sau, vẫn tiếp tục những chuyện kỳ bí xảy ra. Khi Đức mới nhắm mắt lại, cảm giác khi có ai đó sờ vào chân mình. Một luồng hơi lạnh buốt thấu xương tủy hiện rõ. Anh vục dậy, nhưng không có gì. Vợ anh vẫn nằm im. Rồi không nghĩ nhiều, anh thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man, anh không biết là mình đang đi đâu. Ở đây có nhiều người, nhưng điều làm anh sợ hãi đó là anh thấy có người không đầu, người thì không chân không tay, người thì máu me be bét, khiến anh phải sợ khiếp hãi tâm hồn. Những người không quen biết ấy, anh thấy cứ có cái gì xì xào như đang nói chuyện, nhưng anh chẳng thể nào hiểu được. Quay về hiện tại, tiếng mèo kêu đánh thức anh tỉnh dậy, nhìn sang vợ lại một lần không thấy đâu, anh lại vội vàng đi tìm. Thì vẫn thấy vợ nói chuyện một mình chỗ hôm qua. Chị Hà cứ nói xì xào cái gì khiến anh không hiểu cái gì. Anh Đức như lần trước, quay ra vỗ vai thì bất chợt chị nhà quay lại mặt mũi đầy bùn cát khiến anh phải giật mình bật ngửa. Rồi chị Hà nói cái gì đó không rõ mấy. Hãy chuyển đi khỏi đây, không chúng mày phải chết. Hà! Nhìn vào Hà lúc này không phải vợ mình nữa. Mắt đỏ ngầu có vẻ giận dữ trông như người khác lạ. Rồi bỗng cô ngất, anh mới lao lại đỡ được. Phải mất một lúc mới dìu được chị vào rửa ráy thay quần áo. Tiếng gõ cửa đánh thức hai người dậy. Chị Hà thì cũng đã tỉnh lại, người có vẻ mệt mỏi, cố ra mở cửa. Mở cửa ra thì là bố chồng cô. Ông Thơm, ông thấy con dâu có vẻ mệt mỏi chút nào cũng hiểu một phần. Ông chào hỏi bình thường. Đức nghe tiếng quen thuộc cũng chạy ra sau. Ngồi ở bàn giữa gian phòng khách, ông Thơm toàn hỏi mấy câu lạ, khiến Đức bắt đầu thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng anh không bận tâm gì. Cuộc nói chuyện cũng đến lúc hồi kết. Ông Thơm ra về,
anh chị Đức Hà bảo ông ở lại dùng bữa cùng. Nhưng ông nhất quyết không ở vội vã xin phép ra về. Báng đi khoảng 3 tuần sau, Hà đang ngồi bỗng ói buồn nôn. Đức thấy những biểu hiện lạ. Sau khi cô nôn xong, đi anh có hỏi, em thế nào thế? Cô đáp, dạ em không thế nào ạ. Anh nói tiếp, thật không đấy? Chưa kịp trả lời, Hà lại ói, lại chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Đức lo lắng tột cùng khi thấy cô cứ ói thế, anh quyết định đưa vợ ra trạm y tế kiểm tra. Sau khi khám, bác sĩ kết luận là cô đã mang thai, Đức vui mừng quá mà cứ cười man dở. Ra về, chồng chị có nói với cô, em nghỉ làm ở cửa hàng mì, đi về nhà nghỉ ngơi để anh đi làm nuôi hai mẹ con. Cô tỏ vẻ đồng ý. Trên con đường làng, trời lúc này sắp đổ mưa, anh với vợ cũng sắp về tới nhà. Về đến nhà cũng là mưa trút xuống, may mắn đã về kịp lúc. Hai vợ chồng sinh hoạt bình thường cho đến khi có tiếng gõ cửa. Đức chạy ra mở cửa. Anh nghĩ chắc là bố lại sang chơi hay sao ý. Mở cửa ra, anh không thấy một bóng người nào. Trời lúc này đang đổ mưa khá nặng. Anh ngơ ngác, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi đóng sầm cửa lại. Bước quay trở lại vào trong, lại nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Mở cửa ra vẫn không thấy ai. Anh một lần nữa ngơ ngác, rồi anh nói trong màn đêm. Ai đấy? Gõ cửa sao không thấy hay trêu tôi? Nếu mà trêu tôi thì bỏ ngay nhá. Không tôi đánh đấy. Cẩn thận, không có ngày. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại. Một tiếng kêu khá to, rồi đi vào lại. Quả nhiên lần này, không còn tiếng gõ cửa nữa. Anh thấy mình bây giờ sao mệt mỏi quá, vội vàng vào giường, nhanh chóng vào giấc ngủ yên lành. Cho đến 9-10 tháng sau, Hà cũng hạ sinh một đứa bé trai rất kinh dị. Mắt thì không có màu đen trắng như người bình thường, đặc biệt là đã mọc răng rồi. Người vừa sinh không thể nào mà mọc răng được. Mọi người bắt đầu có điều phán xét cho rằng, đấy là con quỷ hóa thành đấy, không nhanh chóng tiêu diệt sẽ làm hại dân làng. Mấy ngày sau, mọi người tập trung ở ngôi nhà cuối làng nơi anh chị Đức Hà đang sinh sống và nói, phải tiêu diệt ngay đứa bé này, không để lâu nó hại mọi người ở đây. Anh Đức đứng ra bảo vệ vợ con, không cho ai đụng chạm đến, phải nhờ sự giúp đỡ của người có quyền cao nhất ở đây thì mới bảo toàn được tính mạng con anh chị Đức Hà. Nhưng mọi người nghe lời khuyên của người đó nên đã không muốn giết đứa bé này, quyết định cho nuôi dạy thành người. Người đó còn hứa, nếu mà nó hóa hay thành quỷ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Và người đó không biết đứa bé này sẽ giúp mình thoát khỏi một kiếp nạn sau này. Hai vợ chồng cảm ơn người đó rất nhiều. Sau đêm đó là đêm mất ngủ, khiến cho hai vợ chồng suy kiệt. Đứa bé này đêm nào cũng khóc oe oe, dỗ thế nào cũng không nín, làm anh chị rất khổ sở. Đứa bé này được anh chị đặt tên là Mười. Và sau dần cũng không còn những tiếng khóc nữa, và đứa bé cũng dần lớn lên. Cho đến mấy năm sau, thằng Mười đã lớn. Lúc này nó đã lên 6, trông tướng mạo rất ghê, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghét. Những đứa cùng trăng lứa, không có ai chơi cùng, nên ngày nào cũng phải chơi nghịch một mình với đống cát rồi chơi với nước. Hôm nay bố mẹ nó đi làm hết rồi. Nó đang chơi, bỗng thấy có tiếng la hét lớn ở cạnh đó. Nó hay tò mò nên đã chạy ra đấy xem. Hình như là có một người đang sắp chết đuối. Nó nhanh chóng hô hoán mọi người. Thì may thế nào, lúc ấy có một người lớn thấy tiếng hô người đó, chạy lại cởi quần áo rồi nhanh chóng kéo lên bờ. Người đàn ông đã ngất, người kia chẳng biết làm thế nào. Chợt thằng Mười nó đưa tay vào ngực ấn lên, ấn xuống hô hấp cho người đấy. Một dòng nước từ trong miệng phụt ra bắn hết vào hai người. Người đàn ông bên cạnh chẳng hiểu tại sao nó lại làm được vậy. Ngay cả mình người lớn thế này mà không biết làm, xấu hổ thật. Người đàn ông sống sót trong tích tắc, đây không phải ai khác đó, chính là người đàn ông mà mấy năm trước đã đứng ra dành sự sống cho thằng Mười. Ông nhìn thấy thằng Mười, người đã cứu mình một mạng, ông vui lắm. Người đàn ông kia dìu ông dậy rồi đưa ông về nhà của Mười. Sau khi ổn định, ông hỏi sự tình. Khi biết được, ông cảm ơn hai người rất nhiều. Đến trưa, bố mẹ nó về, thấy thằng Mười vẫn đang nghịch ở đấy, nên cũng kệ cho đi, nó kêu lên. À, đầu lâu, ghê quá. Bố mẹ nó hốt hoảng chạy ra xem thì thấy một cái đầu lâu đang nằm lăn lóc ra, bên cạnh là một cái hố nó vừa đào. Bố nó lôi ra đánh cho mấy cái. Con bảo, mày chừa đi nhé, không nghịch bậy nhớ chưa? Thằng Mười nói trong run sợ. Con biết rồi, con chừa. Bố nó lấy cuốc bới cái hố rộng ra thì bố nó thấy mấy cái xương, hình như là xương người. Bố nó hét lên, trời ơi, cái gì đây? Rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đem đi cách xa chỗ nhà khoảng vài cây số để chôn cái đầu lâu
và những cái xương ấy. Anh Đức nghĩ trong đầu tại sao lại có đầu lâu, những suy nghĩ của anh không lời giải thích. Rồi chị Hà lấy que nhang ra cắm vào chỗ mới chôn cái đầu lâu đấy. Trong miệng lẩm bẩm gì đó, khiến thằng Mười đang rình rập bố mẹ nó phải lác mắt. Sau sự việc này, Đức bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Anh quyết định về nhà bố một tí. Bước vào cổng là đã thấy tiếng cãi nhau của hai vợ chồng Lộc Ngọc. Thấy anh trai đến cũng thôi, bỗng có tiếng nói vang lên. Cháu chào bác. Thì ra đây là con Vân, con của vợ chồng hai đứa em năm nay cũng đã 9 tuổi rồi. Cũng rất đáng yêu mụ mỉm. Con Vân hỏi. Bác không dắt em sang đây chơi à? Từ lúc em ấy sinh ra, con chưa được chơi cùng em. Đức ấp úng không biết nói thế nào, cũng chỉ nói qua loa. Em cỏ nó ốm đau suốt nên không đi đâu được. Chưa dứt câu, Ngọc lôi con Vân vào trong. Ngồi trên bàn nước hai anh em như hai người xa lạ, không nói với nhau một lời. Tiếng chó sủa khiến ai cũng phải giật mình nhìn ra. Là ông bà Mùi Thơm đang đi đâu về. Thấy con trai cả ở đây, hai ông bà mừng vui lắm. Rồi Đức chào hỏi bình thường. Và anh gọi ông ra vườn cây chuối đằng sau nói chuyện. Anh nói, bố ơi sao miếng đất con ở sao lại có đầu lâu người và xương người à? Ở đấy trước có chuyện gì đấy ạ? Ông Thơm đến giờ phút này vẫn cương quyết giấu Đức. Nhưng vì hỏi quá ông chỉ trả lời qua loa. Chắc vì mọi người ngày xưa chôn ở đấy ấy mà. Đức thật khó hiểu sau câu nói đó. Ra hỏi không được gì nữa anh cũng ra về. Đến tối thằng Mười tự nhiên tay cứ chỉ trỏ, rồi có những hành động múa máy, khiến bố mẹ nó lo sợ, rồi nó chỉ vào mặt bố mẹ nó. Chúng mày đi khỏi đây, không chúng mày phải chết. Chết đi. Đức nghe rợn tóc gáy, Hà cũng không kém cạnh, nhưng cũng không hiểu gì, chỉ nghĩ con mình nói bậy. Hôm sau Đức đang ngồi ăn sáng, bỗng có cuộc điện thoại. Nhấc máy lên. Alo, con à, bố con không biết thế nào mà người co quắp chân tay lại, con sang luôn nhé. Tắt điện thoại hai vợ chồng sang luôn. Sang đến thấy bố anh đang co quắp, Đức lao vào xem thế nào, rồi bóp nắn mãi không được. Mọi người yêu cầu đưa trạm xá, nhưng tay ông bỗng nắm chặt vào tay của anh, rồi nói lắp bắp. Ba xin lỗi, miếng đất mà con đang ở trước kia là khu nghĩa địa ở đây. Ở đấy rất là nhiều vong hồn vất vưởng vì là nơi nghĩa địa chôn tập thể, nên khi vẫn còn sót lại cho cốt. Còn cái thì lấy đi rồi, nhưng vong hồn họ vẫn vất vưởng ở đây. Nay bố cũng nói thật cho con biết thế. Thôi đâu cũng là số, bố mất cũng do bệnh tật. Nay bố tuổi cao sức yếu, không thể ở lại chăm sóc được mọi người. Mấy đứa bảo ban nhau mà sống nhé. Bố đi trước đây. Bà Mùi chạy lại gào khóc. Ông đừng đi trước tôi trời ơi. Nói xong câu ấy ông tắt hơi thở cuối cùng, ai cũng khóc thảm thiết. Đến hôm nay anh mới biết được sự thật này, anh cũng bàng hoàng. Tạm gác việc khác, giờ là công việc làm ma. Trong đám ma bà Mùi cứ khóc mãi không nguôi, cho đến khi đưa ông Thơm về nơi an nghỉ cuối cùng, bà cũng ngừng hẳn. Và công việc làm ma cũng đã xong. Đức là con trưởng, nhưng đã ra ở riêng. Người coi như là con trưởng, bây giờ là Lộc. Ngay hôm đó, bà Mùi gọi hai vợ chồng em Út và anh chị Đức Hà sang để bàn chuyện phân chia tài sản. Người thừa hưởng nhiều nhất là Lộc, người ít nhất là Đức. Nhưng anh không quá ghen tị, bởi vì bố mẹ đã chia thế nào thì cũng phải chấp nhận. Thằng Mười nhân cơ hội ấy cũng là lần đầu tiên nó gặp Vân. Hai người hỏi thăm nhau, nói chuyện với nhau luôn mồm. Vân nhìn thấy hình dạng như vậy, cũng không sợ mà tiếp tục chơi với nó. Đức nhất quyết không chịu về ở với mẹ. Và hai vợ chồng anh Lộc Ngọc mặc cho mẹ anh khuyên nhủ. Với Đức hình như anh đã quên rằng miếng đất này rất nhiều ma. Đêm hôm ấy, anh Đức đang nằm bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa, khiến anh rợn tóc gáy nổi da gà, lạnh buốt sống lưng. Anh đang ngáp ngủ phải nhổm đứng dậy đi ra đóng lại. Anh nhìn thấy có rất nhiều bóng người. Anh nghĩ mình nhìn nhầm, anh lấy tay dụi mắt. Quả là anh nhìn nhầm. Quay lại giường thì anh lại nghe tiếng động dưới gầm giường. Anh vớ vội cái đèn pin soi xuống thì không có gì. Anh lại bò lên giường ngủ. Một lần nữa anh phải bật dậy với vẻ mặt tức giận bởi có tiếng vòi nước trong nhà vệ sinh đang chảy ròng ròng. Anh lại lật đật dậy bước tiếp, vẫn không thấy gì. Quay ra điều khiến anh sợ hãi là có chiếc đầu lâu trên sàn nhà. Anh hét toáng lên. Chị Hà và thằng Mười cũng bị tiếng hét đánh thức. Hà đứng dậy tìm cái đèn pin rồi bật lên. Hồi lâu chị thấy chồng mình ngất ngay ở cửa nhà vệ sinh. Cô vội dìu anh dậy. Chị gọi thằng Mười ra dìu vào cùng. Hà và đứa con dìu anh Đức vào giường. Lúc này chị đang định lấy điện thoại ra để gọi thì cô phải hét toáng lên khi thấy thằng Mười đang cắn vào cổ chồng mình.
đang rỉ ra những vết máu. Cô vội kéo nó ra, nhưng không hiểu thế nào nó khỏe thế. Cô còn bị nó hất văng ra. Cô liền vớ lấy cái đèn pin, bất đắc dĩ, rồi đập vào người thằng Mười. Như đã cảm thấy đau, nó mới bỏ ra. Rồi nó chỉ vào mặt Hà nói, tao bảo chúng mày chuyển đi sao không chuyển đi, hôm nay chúng mày phải chết. Nói xong, thằng Mười lao tới chỗ cô như tên bắn vậy. Cô đã bị nó đẩy ngã đau điếng và ngất đi lúc nào không hay. Phải đến tận nửa buổi hôm sau, ba người đều mới tỉnh táo hẳn. Chị Hà lại xem chồng có sao không, vẫn còn những cảm giác đau. Cô không quan tâm, tiếp tục tới hỏi chồng. Anh có sao không? Đức trả lời, anh không. Sau đó cô kể hết chuyện tối qua cho anh nghe. Lúc đầu không tin lắm, ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi anh có nói với vợ. À chết, anh quên mất lời bố nói là đất này có nhiều ma hay là những vong hồn ấy đang trêu mình. Chị vợ nói, em cũng không biết được. Hai người im lặng hồi lâu, rồi anh Đức lại lên tiếng. Hay hai vợ chồng mình đi mời thầy về xem đi. Hà đáp, thầy thì nhiều, biết thầy nào dởm thầy nào thật, mà có biết thầy nào đâu mà mời. Để anh về bên nhà hỏi mẹ. Sau lúc ấy anh một mạch chạy về nhà. Bước vào cổng, mặc những thứ khác, anh chạy vào hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết có thầy nào giỏi không? Bà Mùi suy tư hồi lâu rồi nói với con. À, có hình như có. Mẹ biết được một ông thầy, tên là Trọng Nát, hình như ở Phú Thọ thì phải. Đức nói, vậy à mẹ, để con về đi luôn. Cảm ơn mẹ con về đây. Anh cứ đi thùng thục săn chắc, bóng đã mất xa khỏi cổng. Tới nhà chuẩn bị đồ đạc. Ngày hôm ấy, anh đi trên con xe kích một mình tìm xuống Phú Thọ. Mặc vợ anh hỏi đi đâu. Hỏi thăm vòng vèo mãi mới tìm tới nhà thầy Trọng. Lúc ấy anh đang ở trước cửa nhà. Tiếng gọi vào. Đây có phải nhà thầy Trọng không ạ? Một người từ bên trong bước ra đáp lại. Có, vào đi, cửa không khóa. Vừa bước vào ông thầy đã nói. Nhà con đang có âm khí nhiều và rất nhiều oan hồn ai oán. Vì vậy con mới lên đây đúng không? Anh phải há hốc mồm khi chưa kịp nói gì. Anh trả lời lại. Vâng đúng rồi. Vậy phiền thầy có thể về nhà cứu giúp con không ạ? Ông thầy nói, được chứ, để ta chuẩn bị đồ nghề để đi. Một lúc sau thầy bước ra là lúc hai người êm ái trên chiếc xe và xe cũng chuyển bánh từ từ. Trên đường đi mới biết đây là thầy Trọng, năm nay cũng đã 40 rồi, nhưng thầy được người ta biết đến là thầy Trọng Nát, vì thầy nói, ta vốn dĩ hay ăn uống say bết suốt ngày, nên mọi người mới gọi ta như vậy, chứ bình thường ta không đến mức ấy. Để người ta phải gọi như vậy. Phải mất mấy tiếng di chuyển. Cũng hơn nửa ngày, bóng dáng hai người cũng có mặt tại một miền quê ở Hòa Bình. Bước xuống xe, bên phía trong có tiếng bước chân chạy ra. Đó là chị Hà và thằng Mười. Chị vội vã hỏi, ai đây? Thầy Trọng, thầy từ dưới Phú Thọ lên. Như hiểu ra chị nói, mời thầy vào trong ạ. Thầy Trọng chưa kịp nói đã có những biểu cảm khác người bình thường. Mặt nheo lại, đầu lắc khó hiểu, rồi nói luôn, có tờ giấy không mang ra đây. Chị Hà bảo có lật đật chạy vào, một lúc sau lộn ra cùng với cái bút đưa cho thầy. Thì ra ông viết đồ lễ. Một lúc sau một bàn lễ có xôi, có gà vàng mã, hương nhang nến đã có đầy đủ. Thầy Trọng bảo mọi người ngồi hết xuống đây để làm lễ. Thầy Trọng bắt đầu lẩm bẩm trong mồm. Bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua, rồi thầy Trọng cầm nắm gạo ném về phía trước. Ném đến đâu thì cháy đến đấy. Sau đó, thầy Trọng lấy trong túi đồ nghề ra một cái gương, không vuông cũng không tròn, đó là bát quái. Xong thầy Trọng lẩm bẩm, nhanh thoăn thoắt, rồi cái bát quái bay lên trời phát sáng. Nó bắt đầu di chuyển, thầy Trọng nói, cầm cuốc xẻng theo ta, rồi Đức và Hà lật đật chạy vào lấy xong cũng theo. Một lúc sau thầy chỉ tay vào đống đất nhô nhỏ sau nhà bảo, hai người hãy đào lên, hồi lâu thì mới phát hiện ở đây có những xương người. Hà thấy thế như muốn nôn. Anh Đức bảo vợ, em vào trong đi, đừng ở đây nữa. Thầy Trọng bảo anh rửa sạch sẽ mấy cái này bằng nước ấm đi, rồi xem có cái tiểu để bỏ xương vào đấy. Khoảng một lúc khá lâu, 7 cái hũ tương đương với 7 mạng người. Rồi thầy nói, hãy mang 7 cái hũ ra nghĩa địa để chôn đi. Thế là một mình anh cầm cuốc xẻng chạy ra nghĩa địa. Ở nhà lúc này, thầy Trọng vẫn còn đang cúng làm phép. Anh Đức về cũng là lúc thầy Trọng cũng sắp xong, dọn dẹp đồ lễ vào nhà. Thầy nói, miếng đất này ta cũng thấy ghê gớm quá, phải có đến 7 mạng người. Thế mà các con vẫn sống nổi ở đây tài thật đấy. Ta bây giờ đã làm phép trên miếng đất này rồi, con cũng nên xây một cái miếu thần linh thổ địa cai quản đất này để dẹp được những vong linh vất vưởng, để họ không còn vào nhà quấy được. Rồi thầy hỏi, miếng đất này trước có xây dựng hay là thế nào không? Đức đáp,
trước là một khu nghĩa địa. Thầy Trọng nhăn mặt nói, hằn nào ở đây nhiều phần mộ người chết, nhưng thầy Trọng không biết miếng đất này có cả quỷ. Thế là hôm ấy anh Đức làm tí mồi tiết canh và can rượu 2 lít, hai người uống cho đến khi gục thì thôi. Nói là thầy Trọng nát không sai, làm việc gì thì vẫn làm, ăn vẫn ăn bình thường, mà say lúc nào là ngủ hết ngày luôn. Thầy Trọng và anh Đức mỗi người ngủ một xó, trông dáng ngủ ai nhìn vào cũng phải chê. Thầy Trọng nát có tướng chồng mông lên trời, thằng Mười bản chất nghịch ngợm trong lúc ông chồng mông, nó đá một phát vào chỗ hiểm, giống như từ cõi chết trở về. Thầy bừng tỉnh ôm lấy đau đớn. Sau cú đau ấy, ông lại ngủ, tài thật. Phải đến khuya thầy Trọng mới tỉnh. Thầy tỉnh dậy thấy ướt nhem dưới quần, liền mắt xuống thấy một vũng nước đặc. Thầy mới ý thức được vội lay anh Đức. Cậu Đức ơi cậu Đức. Anh vội tỉnh dậy, nói, có chuyện gì thế à? Anh xem có cái quần nào cho tôi thay với. Anh nói, thầy sang bên kia tự lấy mà thay đi, thấy cái nào mặc được thì mặc. Thầy Trọng trả lời, biết rồi. Đến sáng hai người chào ngày mới với một đĩa mồi ăn nhẹ, bên cạnh còn không thể thiếu món rượu. Ăn xong thầy Trọng mặt mũi đỏ ửng đi liêu xiêu, thầy cũng bảo anh Đức đưa về. Nhưng anh bảo, thôi ở lại nhà con ngủ đi, say thế này về làm sao được, với lại con cũng say không thể lai thầy về được, thầy chịu khó nhé. Hai người dìu nhau vào trong phòng ngủ, chị Hà ngoài này cằn nhằn, uống chuốc say cả nút sướng chưa. Buổi tối hôm ấy hai người tỉnh dậy, thầy Trọng cũng đi ra ngoài đi tiểu. Trong cơn gió thổi, ông cảm nhận thấy mùi tử khí và hình như mùi đó đang hướng về căn nhà này. Thầy Trọng gọi Đức trở lại nói chuyện. Ngay bây giờ gia đình anh chị chuẩn bị đồ lễ ngay cho tôi. Anh Đức nói. Làm gì? Thầy Trọng mắng. Nhanh lên. Thế là vội vàng anh chuẩn bị. Một lúc sau một bàn đồ lễ được bày ra. Vẫn chỗ đó, vẫn bốn người quen thuộc. Thầy Trọng hình như vẫn chưa hết hơi men. Ngồi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Đức bên cạnh. Thầy Trọng cầm cái kiếm gỗ lên vùng mạnh, nhỏ giọt máu làm nó phát sáng. Bỗng trên trời có tiếng sấm trời kéo mây tối như muốn mưa, một bóng dáng quỷ dị xuất hiện. Thầy Trọng nói với con quỷ, ngươi là ai? Tại sao chết rồi không đi đầu thai chuyển thế mà ở lại dương gian hại người? Con quỷ cười khà khà rồi nói, cái lão già nghiện rượu kia, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Ngươi hỏi nhầm người rồi. Để hôm nay ta sẽ cho ông biết thế nào là kính trên nhường dưới. Nói xong con quỷ lao về phía thầy Trọng. Thầy Trọng đẩy Đức ra, rồi né người ra một bên. Với người như Đức, Hà và thằng Mười, thì không biết trước mặt đang có quỷ. Con quỷ vẫn lao như gió về phía thầy Trọng. Thầy Trọng không né kịp, đã bị trọng thương, phụt ra một dòng máu đỏ. Thầy niệm chú, sau đó nhanh tay giơ cái kiếm hướng về phía nó, một phát xiên qua người nó, khiến nó thét lên dữ dội. Nó bỗng biến hóa ra nhiều con quỷ khác nhau rất quỷ dị. Thầy Trọng lôi ra trong túi cái lá bùa và cái chuông. Tay niệm chú tay lắc chuông khiến con quỷ khác đau đớn. Và trong lúc xa cơ lỡ bước, nó biến mất hút vào màn đêm. Bầu trời bắt đầu trong sáng, lại không còn âm u tối đen như mực nữa. Thầy Trọng lúc này ngã vật xuống thở phì phò. Gia đình Đức hỏi han thầy Trọng. Phải mất mấy tiếng đồng hồ, thầy Trọng mới tỉnh lại đứng dậy. Trông chừng vẫn còn yếu. Như hiểu ý Đức chạy xuống nhà bếp lấy ra một cái chén. Trong chén đó có chứa thứ gì đó trắng trắng, thì ra là rượu. Anh Đức nhanh nhanh tay cho thầy Trọng uống. Thầy Trọng bắt đầu có những dấu hiệu lờ đờ. Hà thấy thế cũng buồn cười theo. Hôm sau thầy Trọng tỉnh lại, có vẻ như tỉnh táo hẳn, ngồi chễm chệ dưới thềm trước nhà, cùng với anh Đức, chị Hà và thằng Mười. Thầy Trọng nói, ta lúc ấy không chớp thời cơ để thu phục, lại để nó chạy mất tiếc quá. Nhưng con quỷ ấy đã bị ta đánh trọng thương, kiểu gì nó sẽ quay lại để trả thù ta. Ta khuyên các con nên về nhà bố mẹ ruột ở một hai hôm, chuyện này để ta giải quyết cho. Các con ở đây cũng không giúp được gì, ta sợ con quỷ đó sẽ hại đến các con ta, không biết đâu mà lường trước được. Đức nhìn Hà với vẻ còn đang suy nghĩ, hồi lâu hai người thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà ấy. Bên này bà Mùi, khi hay tin con về ở chung cũng vui, bà chưa nghe rõ là hai đứa về ở tạm, chứ không về ở luôn. Ngọc thấy bóng dáng của hai người cặp mặt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, Lộc thì cứ để ý hai cặp vú của Hà, miệng còn liếm láp ghê tởm lợn. Quay lại thầy Trọng đang đi xung quanh ngôi nhà ấy để tìm thêm manh mối gì ấy, rồi bấm bấm tay mấy cái, rồi suy tư cái gì không biết. Đêm hôm nay, hai vợ chồng anh chị mới được ngủ tại ngôi nhà, đã rất lâu không được ngủ ở đây, cảm giác nó day dứt làm sao. Thầy Trọng
Đang ngồi đọc sách bên này, bỗng có luồng khí vụt qua khiến thầy chú ý, thầy Trọng đi theo cái luồng khí đó. Thầy Trọng đi theo ra tận khu nghĩa địa làng, thì luồng khí ấy biến mất, thầy vẫn chưa định hình ra gì. Chuyện này càng ngày càng phức tạp ra thêm ấy. Thầy đứng hồi lâu để quan sát tình hình vẫn không thấy gì. Thầy đi xung quanh nơi đây một mùi âm khí, từ khí cũng có rất nặng. Không được manh mối gì thầy Trọng quay về. Về đến ngôi nhà đó, thầy Trọng cảm thấy chút mệt mỏi và trèo lên chiếc giường ngủ đến sáng. Tiếng hô hoán đánh thức thầy Trọng tỉnh dậy. Thầy Trọng lại cảm thấy có gì đó ươn ướt dưới quần. Thì ra thầy Trọng lại đái ra quần. Thế này thì bọn trẻ nhìn vào có mà thối mũi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay do thầy mệt quá không biết nữa. Thầy Trọng lấy tạm cái quần của Đức mặc vào rồi đi xem có chuyện gì. Được biết đàn gà nhà bà Mơ bị chết hết, không hiểu nguyên nhân. Thầy Trọng xin phép bà ta vào xem, mọi người không biết đây là thầy Trọng. Thầy Trọng cúi xuống cầm con gà lên. Nào ngờ, cái quần thủng một lỗ to, nhìn thấy cả cần tăng dân số, thầy Trọng vẫn chưa biết gì. Thầy Trọng thấy những con gà đều bị một thứ gì đó cắn sâu, chỉ có hai vết cắn. Thầy lại đưa tay lên bấm bấm hình như đã hiểu ra chuyện gì. Thầy xin phép ra về. Mấy hôm sau, những sự việc như thế tiếp tục diễn ra khiến cho một làng đang yên ổn trở thành bất ổn. Ai đấy bắt đầu tin thế giới tâm linh đang tồn tại. Thầy Trọng thì vẫn chưa biết làm thế nào, thì lại hay tin có người chết. Thế là lại phải nhào đi xem, cái xác này là của thằng An. Không hiểu thế nào mà mặt mũi xanh lẻ, cổ có vết cắn, nhợt nhạt. Thầy Trọng nhìn thấy thầm nghĩ, chắc chắn là con quỷ nó làm. Đây là quỷ hút máu, nó sẽ đi hút máu của người để tu luyện. Có vẻ như hôm nọ, ta đánh Trọng thương nên nó mới đi hút máu người sống để hồi phục. Chính là vậy rồi. Thầy Trọng nói làm nhảm một mình làm người ta chú ý. Nghe đâu đó có người xì xào. Cái ông này nhìn sáng sủa mà không hiểu sao nói một mình như người điên vậy. Hết thuốc chữa. Trên đường về thầy Trọng cũng không biết phải làm sao, chợt ông hỏi thăm đường đến nhà bà Mùi. Mãi ông mới tìm thấy nhà đứng trước cổng nhà bà Mùi để tìm anh Đức. Tiếng gọi khàn khàn to khiến cho một tiếng quát vang lên. Cha bố cái đứa nào mà ầm ĩ lên thế, có tin tao khâu mồm vào không? Đó là tiếng của Ngọc. Thấy một ông lão vẻ nhem nhuốc, cô nói: Thì ra là ăn xin à, cút đi chỗ khác, nhà này chỉ có đủ ăn không có cho đâu. Cứ mỗi lần thầy Trọng định nói là cô lại chặn ngang. Tiếng nói nữa vang lên, đó là anh Đức. Anh bước ra nhận ra thầy thì có hành vi trách móc cô. Ngọc không nói gì, một mình bỏ vào trong. Thầy Trọng và anh Đức nói chuyện to nhỏ ở ngoài hiên. Thầy Trọng bảo: Anh hãy giúp tôi điều tra manh mối, chuyện này không thể để lâu. Anh Đức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người tối nay bắt đầu chia nhau ra để đi dò tung tích trước khi làm việc này. Thầy Trọng có đưa cho anh một cái lá bùa và bôi cho anh một thứ gì lên mắt ấy. Thầy Trọng đi một mình trong đêm. Sau khi xảy ra những sự việc ấy, mọi người không thấy một bóng người ra ngoài ban đêm. Thầy Trọng dám đi trong đêm không cần đèn chứng tỏ thầy rất giỏi. Còn anh Đức thì từ lúc bôi cái gì lên mắt anh toàn thấy mấy người đứng im bất động, rồi thấy những người be bét máu không đầu nhìn mà ghê hãi. Anh hỏi không nói, anh cũng không hiểu cái gì luôn. Hai người kết thúc cuộc tìm tung tích không có kết quả gì, lại buồn bã chia tay nhau. Hôm sau mọi người nơi này nhộn nhịp cho mùa trung thu rằm tháng 8 đến gần. Người đứng đầu nơi đây yêu cầu mọi người không nên ra ngoài ban đêm. Thầy Trọng ngay lập tức có ý kiến với người đó, yêu cầu phải diễn ra lễ trung thu này. Đối với thầy thì là việc này sẽ giúp cho thầy nhanh chóng tìm ra manh mối con quỷ ấy. Còn đối với người đó thì là một nỗi sợ sâu xa. Khi biết thầy Trọng là thầy thì người đấy tạm yên tâm. Buổi lễ trung thu như bao nơi khác vào tháng 8 thật là vui nhộn, trang trí rất bắt mắt. Riêng anh Đức và thầy Trọng được coi như là cảnh sát ngầm vậy. Thầy Trọng đi khắp cả buổi lễ, cả trong ra ngoài chẳng thấy ai đáng nghi. Thì bỗng thầy để ý có một người vóc dáng con gái, đội khăn kín mít. Thầy nháy mắt một cái với anh Hồng. Thầy Trọng bị một cái tát đau điếng của một chị. Tát xong chị còn nói: Này bị thần kinh à, già rồi mà không biết thân biết phận, bỏ ngay cái tính ấy đi, không có ngày chết. Thầy Trọng đờ người, không biết chuyện gì đang diễn ra thế này, đành ngậm ngùi ôm nỗi đau. Quay lại người đáng nghi ấy đã biến mất, lại càng đáng nghi hơn. Sau một hồi thì hai người phát hiện người phụ nữ đang ngồi một mình làm gì đó, tay thì giữ cái quần ngồi xổm.
Hai người chia nhau hành động, tiếng của thầy Trọng cất lên, là lúc tiếng người kia cũng cất lên. Có người nhìn trộm tôi đái. Mọi người ơi! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy Trọng và anh Đức. Hai người quá xui xẻo khi chưa tìm được gì đã gặp phải rắc rối như này. Hai người bị đánh cho một trận no đòn, chia tay buổi lễ với những vết thương. Tối hôm ấy, nằm cạnh thầy Trọng, anh Đức vẫn còn suy tư nhiều lắm. Liệu thầy Trọng có giúp được mình không? Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có lời giải thích. Đêm nay gió thổi qua miếng đất ấy mạnh mẽ khó tin, làm Đức phải sởn gai ốc. Bỗng anh thấy bóng người đàn ông quen thuộc. Anh nhổm dậy để ý kỹ hơn thì mới biết đây là ba mình. Anh vui mừng lắm, từ ngày ba mất, anh chưa một lần được gặp lại. Đức hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Bố anh im lặng, vẻ mặt sám hối. Trông mà nhớ thương. Sau nhiều sự việc xảy ra thì Đức giờ đây cảm thấy mệt. Chuyện thì càng phức tạp hơn rất nhiều. Quên đi giờ đã 3 giờ sáng, anh đã thức trắng bên ngoài thì cơn mưa trút xuống ngôi làng âm u quỷ dị này. Có bóng người đang đi cất vó đêm, thì ra là ông Miên nhà thì nghèo quanh năm, thì có gì ăn nấy, sống côi cút thui thủi một mình. Dân làng gặp ông ta đều xa lánh, coi là thứ rác rưởi. Đêm hôm nay là đêm cuối cùng mà ông còn ở trên trần gian này. Địa điểm cất vó là một cái áo bỏ hoang. Mưa thế này nước lũ hay tràn qua con ao này nên rất nhiều cá. Đặt vó xuống hồi lâu, cất lên, không có gì, ông lại đi chỗ khác. Có bóng người vụt qua hàng cây rồi đẩy ngã ông ấy, đè ra hút máu. Không ai khác đó là con quỷ hút máu mà thầy Trọng và anh Đức đã tìm bấy lâu nay. Nhưng sao nó lao vù như có một phép thuật lạ thường vậy. Một ngày nữa phải chìm trong đám tang. Thầy Trọng không để sự việc xảy ra thêm nữa. Thầy Trọng lập ra một cái đàn gì đó nhưng lại bị phụt ra một dòng máu tươi. Anh Đức thấy thế chạy lại đỡ. Thầy Trọng ấp a ấp úng nói, con quỷ kia đã mạnh lên rất nhiều, vào một ngày gần nhất nó sẽ quay trở lại. Thầy Trọng cố ngồi dậy, lấy ra cái bát quái quen thuộc, cái bát quái sáng rực trên trời. Nhìn mắt thường không thể thấy được là cái bát quái đang hút những âm khí vào trong. Hồi lâu cái bát quái cũng trở về tay thầy Trọng. Thầy Trọng đờ ra, ngồi hồi lâu trên bàn như đã tỉnh. Anh Đức hỏi, có chuyện gì mà thầy ra nông nỗi thế này ạ? Thầy Trọng đáp, ta không ngờ làng này đang bị con quỷ chiếm hữu. Hai, để lâu khéo cũng khó khăn cho ta hơn chứ. Thầy Trọng im lặng hồi lâu, anh Đức cũng có vẻ buồn. Ngồi đọc mấy quyển sách, thầy Trọng bắt đầu lấy trong túi ra cái dây gì đó, rồi làm phép sử dụng một cách thông thạo. Thầy Trọng hình như đang tập cái gì đó, chỉ có ông mới hiểu. Giờ đã khuya, ông cũng đi ngủ. Vào một buổi chiều không nắng trời âm u, thầy Trọng đang chú trọng vào việc đọc sách thì có một luồng âm khí vụt qua. Lần này thầy không để chạy mất nữa, lôi ra cái lá bùa di chuyển phép chú ấn cái luồng khí kia. Một bóng người xuất hiện. Đây là một vong hồn. Được biết đây là các vong hồn của những người vừa không may bị chết. Họ vẫn chưa được siêu thoát sao? Rồi thầy Trọng lấy ra cái lọ hút cái linh hồn đó vào rồi tụng kinh siêu độ cho họ. Quay lại trong đầu, bao suy nghĩ cứ thế làm thầy Trọng rối bời. Trời tối sầm lại, kéo theo cơn giông như muốn mưa. Mập mờ, thầy Trọng thấy hình bóng đang lao về chỗ mình. Chưa nhận ra điều gì đã bị một thứ vô hình đánh bật thầy. Ngước mắt lên là con quỷ đó. Lôi ra cái lá bùa niệm chú, đánh bật con quỷ kia. Tiếng rú lên thật ghê rợn. Bóng người lộ rõ là con quỷ hôm trước. Thầy Trọng chỉ tay vào nó rồi nói, sao ngươi lại đi hại người dân vô tội? Hôm nay sẽ là ngày ngươi phải trả giá. Lời nói dứt khoát cương quyết, khiến con quỷ lại một phen cười to. Không nói nhiều, con quỷ bắt đầu lao về hướng thầy Trọng đang đứng. Thầy Trọng đã né được, lấy ra một cái lá bùa và một hộp gì đó. Chiếc lá bùa phát sáng, con quỷ không tỏ vẻ quá sợ. Lá bùa với con quỷ đang đánh nhau. Nhân cơ hội ấy, thầy Trọng ném cái thứ gì vào nó, nhưng nó không có tí đau đớn gì. Cái lá bùa đã bị con quỷ đánh bại. Nó gào thét dữ dội, sau đó nó lại biến hóa ra những con quỷ khác. Thầy Trọng lấy ra cái kiếm và cái chuông, giỏ giọt máu ra khiến cho nó phát sáng. Nó giao chiến với các con quỷ. Tay cầm chiếc chuông vẫn lắc, con quỷ vẫn chưa gặp phải đối thủ của mình. Sau khi một lần nữa không được, thầy Trọng mang ra bình hồ lô phả hơi nhẹ vào, làm nó bay ra một luồng sáng mạnh, làm con quỷ chưa kịp né đã bị đánh bại. Nó bị ngã, tỏ ra đau đớn. Ông thầy cũng dừng lại nói, thế ngươi phục ta chưa? Con quỷ nói, ta phục rồi. Nhân lúc không chú ý, con quỷ lao lại xuyên qua người thầy Trọng. Ông ngã xuống và phun ra một dòng máu tươi. Con quỷ lúc này nói,
Lão già kia ngay từ lúc đầu đừng nên xen vào chuyện của ta. Ngươi không nghe, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Thầy Trọng đứng dậy vẻ đau đớn, thầy dùng sức lực cuối cùng để chiến đấu. Cái bút đen xì được lôi ra ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc, từng bước phát trận pháp hiện ra, bao vây lấy con quỷ thầy Trọng. Đọc nhanh cái trận đồ phát sáng mạnh và thiêu đốt con quỷ trong vài giây. Vậy là mọi chuyện đã xong rồi. Thầy Trọng nằm gục xuống ngủ tới sáng. Ngay ngày hôm sau, nghe tin thầy Trọng đã tiêu diệt xong, thầy Trọng trước khi đi về dưới Phú Thọ còn làm phép đặt cái lá bùa bốn góc đất nhà anh chị. Lúc ấy thầy làm phép nó bao trùm cả căn nhà. Và tiếp nữa như thế, thầy trấn yểm nơi đây. Như vậy mọi người đã quay về cuộc sống bình thường. Trong ngày hôm ấy, anh có làm bữa cơm tiễn thầy Trọng. Tất nhiên, phải say mặc dù say anh Đức vẫn đưa thầy Trọng an toàn về dưới Phú Thọ. Anh Đức có dúi vài đồng cho thầy, thầy không nhận. Và sau lần đó, Đức và Hà vui mừng lắm. Chưa vui mừng lâu lại nghe tin mẹ bà Mùi mất. Có lẽ vì duyên số đã định hai người cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau quãng thời gian bà Mùi mất, Lộc và Ngọc đã hiểu được và thuận hòa với anh chị. Từ đó Lộc từ bỏ được cái tính cách ấy của mình. Hai bên chung sống chan hòa cho mãi về sau. Tập truyện hôm nay tới đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy ấn like cũng như để lại một lượt bình luận để mọi người cùng biết. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube này để được đón xem video mới nhất từ kênh nhé. Quý khán giả ủng hộ tác giả bằng cách ấn theo dõi trang của tác giả. Mình có để thông tin dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.